Dạ. Để trên bàn làm việc, để ngồi xiên soạn mấy cây kìm nữa. Đi taxi. Quá rồi, yêu đời yêu người dữ. Rồi, cha đã đi nhà giao ổi rồi, vẫn có mưa mai bệnh nữa nè. Mai ghim mình nữa nè. Mình nè. Nhìn coi nó nằm ở đâu. Thời sẽ hơi đau nha chị. Chạy rất nắm tay em chứ. Chạy rất nắm tay. Cho đỡ đau. Không, đau đau gì không. Trời gì đó. Ôi trời, đau được quá nè. Nó sưng. Không phải tại em năn nỉ nha mấy chị. Rồi thôi xong. Chết rồi, vậy là quen con nào rồi. Chứ thôi tao quen tao là nhớ rồi. Nhìn là đúng không chị? Vậy chắc tầm vài ngày nó xẹp cục này xuống rồi chị ơi. Bớt đi cho em tắt đèn, bớt đi kinh này. Để họ sư phụ thấy sư phụ hai chứ. Sư phụ không có tiền đóng tiền điện thì sư phụ trừ lương tụi bay. Rồi nghe ngày nào. Ngày nào cũng đi tắt đèn. Tắt bớt bên đây luôn đi mẹ ơi. Ngày nào nó cũng đi tắt đèn. Mấy bữa mà đi mấy bữa cá canh đó bây giờ sư phụ trừ hết luôn, bữa đó mình đi không tắt đèn. Nói khủng đó, lúc nào làm việc lại phải mở đèn chứ, cái nào cho đúng chứ đúng không? Mình phải xài đúng mục đích. Mở hết đèn, còn bữa nào không có phải tắt chứ. Trừ 10 ngàn, không tắt đèn trừ 10 ngàn. Ừ. Ngày mai mình canh gì, anh giảm gì, giờ xuống mình anh giảm gì, còn mở quạt, mở mấy lạnh giảm đâu. Mở đèn. Em lấy ghế cho chế mẹ nín thở không á chế. Chả nặng mũ ở nhà rồi. Mấy cái này thì phải có mũ. Cũng đâu nó lạnh rồi.
cái này xong rồi về nó lạnh nè. Nó bị gì vậy Đăng? Pin nóng rồi. Pin nữa chứ. Ổn rồi đó. Dăng nó cái mặt nhắn vô nó dính nước rồi nó dăng ra. Gì? Cái em đang chỉnh tắt cây điện thoại cho mọi người đó. Ừ. Ổng không biết ca bài hit người ta đang là chị ông nâu 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 nâu. Mai hot bây giờ. Nhưng mà bóng dưới đâu thích nâu nâu. Sơ bộ lại một cái nhưng đây nó vẫn cứng, nó sưng quá, nó còn sưng quá. Mình chờ nó sưng cái cục thịt lên tới cỡ vậy. Lũng nhìn chút xíu này nữa mới ổn.
Có tên không? Chạy đến đây. Còn tí xíu chỗ đó nữa. Còn cái da của chế mỏng lắm luôn á chế. Đó, nó đó. Còn miếng cuối cùng là nó đó, nó mới mềm đó. Mình đi coi.